Chuyển sang những thông tin văn hóa xã hội. Thưa quý vị, hơn 350 đoàn viên thanh niên đến từ các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tham gia lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới vào sáng qua tại thị xã Phú Mỹ. Chương trình do tỉnh đoàn tổ chức. Tại lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tỉnh đoàn ra mắt 5 đội hình tình nguyện tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Sau lễ ra quân, các cơ sở đoàn triển khai thực hiện các công trình, trao tặng 6 thùng rác phân loại rác thải cho các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Phú Mỹ. Phát túi giấy và vận động tiểu thương các chợ sử dụng túi thay cho túi ni lông. Tổ chức gian hàng đổi rác lấy quà, dọn dẹp vệ sinh trồng cây xanh bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường nông thôn kiểu mẫu. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ diễn ra các hoạt động hỗ trợ tổ chức sân chơi hè cho học sinh thanh niên nông thôn vùng khó khăn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội, sửa chữa nhà, sửa chữa điện cho các hộ nông thôn vùng khó khăn. Chiến dịch sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2020.